chào cả nhà. Đây là cô bạn Mễ dễ thương. Đây là những bạn Mễ của mình ở công ty. Hai Lan Cà, Lan Cà. Hai. Hey, Soto, Soto. Ok. Bạn mình Alex Sally muốn nói là chúc Tết cho cả nhà mình trên chúc Tết cả nhà mình trên YouTube. Rồi, Salad, can you say something? Happy New Year to Vietnam. Hey, one more. One more. Lucky. Happy New Year to Vietnam. Money, a lot of money. Yeah, a lot of money and a lot of healthy. Okay, thank you very much. Đây là những người bạn Mỹ của mình rất là dễ thương. Very kindness. Yeah, thank you. Đây là em Thu xinh đẹp muốn nói chúc tất cả nhà Việt Nam đi. Chúc tất cả mọi người Việt Nam trên thế giới đều vui vẻ, hạnh phúc, tốt đẹp. Muốn gì được đó. Ơi, thank you. Cảm ơn nha. Chào các bạn, chào cả nhà. Đây là em Dũng, vừa mới qua Mỹ được gần một năm. Hôm nay nhân dịp Tết, em Dũng có muốn nói vài lời chúc các bạn, các đồng bào ở Việt Nam. Chào chị. Em tên Dũng, em qua Mỹ được năm mà. Nhân dịp năm mới, em chúc cho anh chị em cộng đồng người Việt ở Mỹ và nói chung là anh chị em ở hãng Balon được nhiều sức khỏe. Và ở Việt Nam nữa. Ở Việt Nam nhiều sức khỏe, năm mới làm ăn phát tài. Mọi cảm điều ơn. May mắn. Cảm ơn em nhiều nha. Hỏi Việt Nam ở đâu vậy? Dạ em ở quận 6 chị. Quận 6 hả? Ở đường nào? Em ở đường Phúc Lâm Bà Hôm. Mọi người, cả nhà có ai ở Phúc Lâm Bà Hôm đây? Em Dũng rất là dễ thương. Cảm ơn em nha. Dạ em chào chị.